Đây các bạn nhé, hiện tại mình đang có mặt ở đường Bắc Sơn này. Đấy, đường Bắc Sơn của Lạng Sơn là khu phố ẩm thực, các bạn thấy không? Đấy, trước mắt các bạn là khu phố ẩm thực, rất nhiều món ăn của người Lạng Sơn đây. Đấy, nhưng mà các bạn biết là kênh Nguyễn Lợi TV thì chia sẻ món thịt chó rất là nhiều, thì hôm nay là cũng không ngoại lệ. Thì hôm nay là trước mặt các bạn là khu ẩm thực, nhưng Nguyễn Lợi TV lại chia sẻ món thịt chó thôi. Đấy, trước mặt các bạn này, quay sang bên này là món thịt chó đây. Đấy, thì hôm nay là đến với quán thịt chó Trung Tiền, đặc sản thịt chó 7 món các bạn nhé. Thịt hấp, dựa mận, xương măng lòng dồi, chân đuôi đầy đủ hết tất cả các món các bạn nhé. Và là 7 món đấy. Đấy thì bây giờ thì tiện thể ở trên này có rất nhiều món rồi, thì thử đếm là xem có đúng 7 món như các cụ vẫn nói không. Đấy. Có đúng 7, đủ 7 món không chị? Hấp là một nhờ. Chân được gọi là một món không? Được chứ. À, được gọi món món à? Vâng. Thế là chân hai món này. Lòng dồi là ba. Vâng. Dưa mận là bốn. Bánh măng là năm. Còn cái gì? Nữa. Khấu đuôi á? Vâng, món đuôi, đuôi cái hôm nay nó hết đuôi rồi anh ạ. À, món đuôi cái. À, món đuôi ngẩu bín được gọi một món à? Vâng. Là 6 món, còn món gì nữa nhỉ? Hết rồi anh ạ, hết rồi. Các cụ bảo là 7 món là món gì nữa nhỉ? Còn sáu lăn. À đúng đúng, còn món xào lăn nữa. À còn món nướng nữa chứ. Đấy, còn món nướng nữa. Thế là 7 món đến 8 món rồi, gì nữa nhỉ? Vâng. Chúng ta làm là được khá nhiều món đấy. À đấy, các bạn nha, thì vừa mới chia sẻ các bạn là các cụ nói là 7 món, bây giờ hiện tại là thịt chó họ làm được rất nhiều món chứ không cứ là 7 món nữa. Đấy. Đấy thì món hấp của quán chị này là vừa mới nói là bây giờ là 300.000 một kg. Còn chân chó là 10.000 một cái. Lòng rồi thập cẩm là 150.000. Rượu mận là 250. Canh măng là tùy mình ăn, bát 20, bát 30. Đấy.